nhằm tăng cường sự gắn kết của các thành viên, gia tăng cơ hội kinh doanh của thành viên BNI sau thời gian dài giãn cách. BNI Việt Nam tổ chức chương trình tái khởi động BNI miền Trung tại Đà Nẵng với sự tham gia của gần 200 doanh nghiệp với đa dạng các ngành nghề khác nhau đến từ Đà Nẵng, khu vực miền Trung và cả nước. Tại đây, các doanh nghiệp trưng bày giới thiệu sản phẩm, giao lưu kết nối xúc tiến thương mại. Đây là cơ hội rất tốt để các doanh nghiệp liên kết làm ăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp là thành viên của BNI từ khắp mọi miền. BNI là tổ chức kết nối thương mại lớn nhất và thành công nhất trên thế giới với sứ mệnh giúp đỡ các thành viên tăng trưởng kinh doanh. Sau 10 năm, BNI Việt Nam đã có 128 chi hội và hơn 5.500 thành viên. Trong đó, BNI miền Trung có 6 chi hội. Khi vào các chi hội, mỗi thành viên chỉ được đăng ký một ngành nghề kinh doanh độc quyền. Do vậy, ở đây không có cạnh tranh mà chỉ có hợp tác cùng phát triển. Hiệu quả kinh doanh được định lượng bằng các con số công khai, công bằng, minh bạch. Trong 12 tháng qua, các thành viên BNI miền Trung đã trao nhau gần 3.000 cơ hội kinh doanh với tổng trị giá 140 tỷ đồng. Cùng với hoạt động này, chương trình tái khởi động BNI miền Trung đã tổ chức giải bóng đá BNI miền Trung năm 2020, gặp gỡ giao lưu giữa các thành viên BNI miền Trung và các hoạt động xã hội từ thiện.